Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Trà Cú, Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Phiên. Hôm nay anh có bứng lên 3 gốc mai tàn để phục vụ anh em chơi Tết nha. Cây rất là đẹp các bạn ơi. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Rồi vào việc luôn các bạn ơi. Đầu tiên gốc mã số 1 nha. Đây. Bộ tàn quá đẹp luôn. Cái này anh Phiên mới đem về luôn các bạn. Vừa chơi Tết luôn nha. Cây này nút nụ rất là nhiều. Đi một vòng cho các bạn xem cái bộ tàn đó. Đây. Cây này nó còn non mà đang lên xù mạnh luôn nha. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Phiên? Khoảng 3 mét nè. Rồi, chiều cao 3 mét, còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Khoảng 3 mét rưỡi. Rồi, tán ngang 3 mét rưỡi. Mặt bông sao anh Phiên? Bông từ 7 đến 9 cánh. Rồi, từ 7 đến 9 cánh. Bông là bao luôn á anh Phiên? Bao bông. Dạ. Đây. Cây này rất là chuẩn anh em ơi. Anh em càng nuôi là càng lên tiền luôn nha. Mình là kết bộ tạng các bạn. Đi một vòng cho các bạn xem lại tổng thể nha. Một cốt đi lên, tàn rất là tròn nha. Đây, tàn nguyên bản thì nó không đều hung bằng này gì, anh em chỉnh xương xương nha, bấm cho nó đều tròn tròn là cái tàn này chơi là ok nha. Dạ. Rồi mình vô mình quay cái dàn xương bên trong cho anh em xem. Đây, đi một vòng luôn nha. Cái này tuổi đời nó sao anh Phiên? Là nó 18-19 năm rồi. Dạ. Rồi nước da còn mực u luôn các bạn ơi. Đây. Thân lắc lượng rất là đẹp nha. Một bát đi lên bạn, cốt cành nè. Dày đặc luôn. Đây, cây này thì mình thấy nó nụ đâm cái thân rất là nhiều bạn, đây nè. Bung lụa luôn nha. Quá tay luôn. Dạng xương rất là ưng ý các bạn ơi. Đây xù nha. Nó bể mấy nách ra hết luôn. Tới trên đọt luôn các bạn. Cây này là tương lai tiềm năng luôn nha anh em. Đây là nụ nè. Đâm rất là nhiều. Thân với dạng xương nha. Đế là chắc nguyên thủy luôn ha anh Phiên. Nguyên thủy nè. Dạ. Chưa có làm nữa. À, chưa làm mà nó dày nè các bạn ơi. Quá tài luôn. Đây. Rồi đấy là ok các bạn ơi, chảy đều tất cả các mặt luôn nha. Đây nè, mấy cái nách này ra hết nha. Đế chồng đế luôn. Cứ chơi là mình thấy là đủ chơi các bạn ơi. Hiện nguyên hình luôn nha. Đây. Cái này thì bông nó đâm ra từ bên đế ra luôn các bạn. Rồi cái này chắc em nhờ anh Phiên ra thử thông số được khoảng nhiêu anh Phiên cho các bạn xem anh Phiên. Cây mã số 1 anh em ơi. Hoành chứng 42 em. 43 anh. Ừ, 42 nữa. Rồi 43 các bạn ơi, tính anh em 42 nha. Anh đo cái. Dạ. 17 em ơi. Rồi, thoát thân 17 các bạn ơi. 20 em. Rồi. Đấy, rồi. Nồi đế áo thì sơ cho các bạn xem bạn ơi, khoảng 1m7 nha, mặt nạc nha. Rồi đường kính bầu là anh bứng là một gần 1m2 các bạn ơi. Bầu lớn nha, cây này là bao sống khỏe cho anh em luôn. Đây. Rồi cây này là quá hoàn thiện luôn anh em ơi. Thân tàn đế nha. Bông là siêu bông luôn nha. Rồi bắt đầu giờ mình nghe cái mức giá của anh Phiên đưa ra là mình sở hữu thôi. Cây này nếu mà anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu giá tầm khoảng nhiêu anh Phiên? Cái này anh giao lưu là 73 triệu. 7200 cây. Dạ 73 triệu anh. Rồi ok anh ơi. Rồi. Cái này anh em nhìn được, nhìn anh em nào mà xem chi tiết rồi nhìn ra được tiềm năng thì alo trực tiếp anh Phiên nha. Giá 73 triệu các bạn ơi. Một cây đẹp nha. Số hoành thì nó nhỏ nhưng mà nó chuẩn cây các bạn. Test luôn hả anh Phiên? Này luôn. Đây. Rồi mức giá là 73 triệu các bạn ơi. Hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 km nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, mời các bạn tham khảo gốc mã số 2 nha, trong cái vườn mai của anh Phiên các bạn ơi. Đây. Gốc này tàn quá xá luôn các bạn ơi. Hôm nay là ba cây là hàng VIP không nha anh em, cây tiềm năng không nha. Đây bộ tàn nó đi một vòng cho bạn xem nha. Cái này tàn khá là lớn nha, mình đi một vòng tổng thể luôn. Gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Phiên? 3 mét à. 3 mét ha, còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? 4 mét rưỡi. Rồi, tán ngang 4 mét rưỡi. Cái dàn xương này mình nhìn từ xa là mình thấy nó có thể mình chặn được nữa nha anh em.
chặn nó rộng nữa nha, rất là đặc nha. Cái này là cho đúng Tết luôn anh em ơi, dàn nụ nè, quay nút cho bạn xem nha, nút rất là nhiều nha. Đây nè, mặt bông cái này sao anh Phương? 7 đến 9 cánh nè. Rồi từ 7 đến 9 cánh ha. Rồi mình vô mình quay cái dàn xương cho anh em xem. Đây, wow, hết ý luôn anh em ơi, một cốt lắc lượng nha. Tuổi đời cây này sao anh Phương? Dạ, nó 22 năm rồi. Dạ, 22 năm ha. Đế đẳng cấp luôn nha. Đây, sơ bộ dàn xương cho anh em xem nha. Quá vip luôn. Cây này mình có lên xù không anh Phương? Có em. Đây, tuổi đời còn nhỏ anh em. Rồi, bộ đế đây. Đây, do cái tạng nó khá là lớn mà nó dày lắm nha. Mình quay khi cái góc cạnh phía kia nó yếu ánh sáng á, anh em thông cảm nha. Đi tự cho anh em xem. Này nó làm như nguyên con thú đang nằm lết các bạn. Đây nha, mặt phía đây nha. Cốt cạnh zin lớn lực nha. Cái này xưa thì anh Phiên được chia sẻ thì nó người ta chặn sơ sơ thôi các bạn. Từ nhỏ lớn nha. Dàn xương nè. Ở đây thì do cái mấy anh xe cẩu bạn, anh sơ ý xíu bạn, nó bị chóc miếng da nha. Này lỗ nhỏ bạn, xíu bằng khoảng một lóng tay thôi. Cái này nó gần cái đế bạn. Cây này nhỏ sung anh em nuôi nó mau kéo nha. Gồm thấy bông nè, nó đâm ra từ đế rất là nhiều nha. Lỗ này anh đã xử lý rồi nha anh em, sức keo rồi nha. Còn ngoài ra là cây là liền lạc, sạch sẽ, không thể tích luôn. Đế này nguyên zin luôn, chưa khai thác luôn nha anh em. Mặt trên nè, hết hồn luôn. Rồi chắc em nhờ anh đo thử thông số này khoảng nhiêu anh Phiên. Cây này tiềm năng nha anh em. Anh em xem chi tiết video mà mình nè. Alo anh Phiên. 51-50 em. Rồi 51 các bạn ơi. Tính anh em 50 nha. 26. 26 ha. 58 à. Rồi anh Phiên áo thử cái mặt nạ của cái nào đế này bạn. 1m8 nha. Đường kính bầu 1m7. Rồi đường kính bầu 1m7 các bạn ơi. 1m17 gần 1m2. 1m gần 1m2 anh. Rồi. Đây. Chứ cái bầu quấn 1m7 lớn dữ lắm anh em ơi. Bựng cũng nổi luôn. Rồi dàn xương là quá ok luôn nha. Mình đi từ xa quay lại bộ tàng cho bạn xem đó nha. Rồi mình sẽ nghe mức giá của anh Phiên đưa ra. Rồi số 2 này anh em thử kiếm sở hữu là Zalo giá nhiêu anh Phiên? Anh Zalo có 80 triệu rồi. Rồi 80 triệu có hỗ trợ bao xếp gì không anh? 200 triệu. Rồi bao xếp cho anh em 200 km các bạn ơi. Tàng tiếp nha. Cái này bộ tàng quá đẹp các bạn. Kết luôn nha. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Phiên? 3m rưỡi. Rồi chiều cao 3m rưỡi, tán ngang tầm khoảng 4m anh em ơi. Một cút đi lên nha. Cái này sở hữu rồi đấy đặt các bạn. Nguyên một khối luôn nha. Đây nè. Đi từ từ cho anh em xem nha. Dạng xương đây. Rồi mặt tàng phía đây luôn. Cây này cho bông là ok anh em ơi, siêu bông luôn nha. Mặt bông đó là sao anh Phan? 7-9 cánh. Rồi từ 7-9 cánh, bông chùm không anh? Bông chùm. Bông anh em yên tâm, anh Phiên bao bông cho anh em luôn nha. Nụ nút nụ nè. Đây. Cái này về lại xuống lá liền luôn anh em ơi. Kịp Tết cho Tết luôn nha. Ngay luôn á. Ngay bon luôn. Anh em nào mới tậu nhà mới nha. Mình cho luôn hai cái này về em để trước cửa các bạn. Vừa đẹp vừa lên tiền luôn. Cây tiềm năng cho anh em luôn. Rồi mình tiến lên gần nồi đế các bạn ơi. Đây. Wow. Ba cái này là anh Phiên để nguyên bản luôn nha anh em. Không có môi đế, khai đế, khai thác đế gì hết nha. Cây này lên nó xù hết cái bộ đế luôn các bạn. Đây nè. Đang lên mạnh nha. Ở đây là nguyên một khối đặc luôn. Đặc kẹo luôn nha. Cây nào anh cũng bước màu lớn hết. Sức khỏe là anh em yên tâm. Bao cho anh em luôn. Rồi cây này đế quá đặc luôn. Rồi đây là dàn xương đây. Từ dưới lên trên nha. Đây. Một bát đi lên nha. Điều liền lạc không thử tích luôn.
Ba cây này chỉ có một cây mã số 2 nó có một vết chạy nhỏ thôi nha anh em. Còn hai cây này là quá đẹp luôn nha. Sạch sẽ luôn, không thẹo. Rồi chắc em nhờ anh Phiên thử thông số này phản như anh Phiên. Rồi chắc anh đo hai thông số nè, anh đo cái cũ nó khoảng nhiêu. Cũ khá là lớn nha anh em. Anh đo cũ nha. Dạ. Rồi 1m26 các bạn ơi. 64 nè. Rồi anh Phiên áo thử cái cũ đặt đây là 64 bạn. Rồi anh đo cái quạnh đi anh. 45. Rồi 45 quạnh các bạn ơi. Tay cành lớn nha, mình áo thử luôn cho các bạn xem luôn anh Phiên ơi. 19 nè. Rồi 19 ha. Thốt thân 27. Rồi thốt thân 27. Quay lại một vòng nữa cho các bạn xem dàn xương từ dưới lên trên nha. Rồi ba cây tiềm năng nha. Nhìn ra rồi mình alo trực tiếp anh Phiên để mình sở hữu các bạn ơi. Rồi số 3 này mình giao lưu với anh em giá tầm khoảng nhiêu anh Phiên? 65 triệu anh. 65 triệu anh. Rồi ok anh ơi. Rồi 65 triệu các bạn ơi. Hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 km nha. Còn anh em nào mà muốn thiện chí mà sở hữu ba gốc này thì anh Phiên có cái giá tốt cho anh em luôn nha. Ba gốc thì giá rất hữu nghị nha anh em. Đây. Cặp này chơi xứng đáng luôn nha anh em. Nè. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Giao dịch thành công của anh Phiên. Chào tạm biệt các bạn.